Thưa quý khán giả, ngắm nhìn những đóa hoa luôn khiến chúng ta có thêm sức sống, vui vẻ và lạc quan hơn trong cuộc sống bộn bề. Thế nhưng việc kết hợp chúng với những thức uống như là trà, cà phê, nước trái cây thì vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người. Đúng là như vậy anh Nhật Minh ạ. Với mong muốn mang nhiều mô hình cà phê mới lạ hơn đến với khách hàng thì một số bạn trẻ tại thành phố Cần Thơ đã tìm tòi học hỏi và quyết định khởi nghiệp với những tiệm cà phê di động cùng những sản phẩm nước kết hợp với một số loại hoa. Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Một ngày mới của quý khán giả thường được bắt đầu như thế nào? Riêng Hồng Ân thì Ân sẽ tự thưởng cho mình một ly cà phê để sảng khoái tinh thần cũng như là tỉnh táo khi làm việc. Nhưng mà mua và mang đi chỉ một ly cà phê thôi á thì nó quá là bình thường rồi. Cho nên là ngày hôm nay Ân sẽ giới thiệu đến quý khán giả một mô hình cà phê mang đi kèm thêm một bó hoa rất là xinh xắn như thế này. Mở hàng từ 7 giờ sáng mỗi ngày, xe cà phê hoa của chị Diễm My luôn là điểm dừng chân của hội yêu hoa, ghiền cà phê. Bình thường ghé đây thì em hay mua set hoa chung với lại trà trái cây. Em thấy là nước thì ở đâu cũng có, nhưng mà ở đây thì đặc biệt là có gói hoa, set hoa. Khi mà uống xong thì em có thể trưng lên bàn, rồi tặng đồng nghiệp cũng có thể ngắm cả ngày. Ngoài việc đến mua trực tiếp và chọn hoa ngẫu nhiên, khách hàng có thể nhắn tin đặt hàng trước loại hoa mà tiệm đang có. Tiệm sẽ giao tận tay cho khách. Các bạn sẽ có nhu cầu là mua những cái set hoa này để tặng cho người yêu hoặc là tặng cho bạn bè, đồng nghiệp nhiều hơn. Các bạn rất là thích uống trà trái cây với lại cà phê muối bên em. Tại vì em thấy là cà phê bây giờ thì nó pha tạp chất rồi nhiều. Còn tụi em thì sử dụng cà phê nguyên chất với lại pha theo cách truyền thống thì nó giữ lại cái vị ngon nhiều hơn. Cách đó không xa, trên đường Nguyễn Văn Cừ tấp nập người qua lại là xe cà phê của chị Phương Thảo với đa dạng loại hoa để khách tha hồ lựa chọn. Đa số những ai kinh doanh mô hình này đều rất có gu, nên khách hàng nào không rành việc phối hoa, trang trí, cứ yên tâm giao cho tiệm. Em cảm thấy nước ở đây khá là ok, hoa thì chị gói khá là xinh. Và bình thường thì em mua về em để trưng hoặc là em tặng bạn. Xét hoa của mình thì thường sử dụng đó là hoa cúc thanh na, hoa hồng và hoa hướng dương. Đặc biệt là hoa hồng và hoa hướng dương thì khá là phổ biến. Mỗi buổi sáng mà mình có một cái set hoa và liên nước thì mặc dù nó không có ý nghĩa gì vật chất gì đâu, nhưng mà mình nhìn thấy nó mình cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn và thấy yêu đời hơn. Hình thức mới lạ, ý nghĩa sâu sắc lại cho thu nhập đáng kể. Mô hình này hứa hẹn sẽ tạo nên một trào lưu mới trong cộng đồng. Tuy giá thành của sản phẩm này trên thị trường khá cao nếu so với một món nước thông thường, nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại rút ví để làm quà cho bản thân hoặc dành tặng những người thương yêu.